cây giống nông nghiệp tam đảo xin chào các bác các anh chị nhé hôm nay em rất vui khi được quay trở lại để tiếp tục mang đến cho các bác những cái dòng cây giống của bên em hiện tại đang cung cấp đến cho các bác đấy thì đối với cây cây thông ấy thì bên em đã chia sẻ cho các bác rất là nhiều rồi từ những cái dòng thông lấy gỗ này những cái dòng thông lấy nhựa này hay là các dòng thông công trình thì hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác một trong những cái dòng thông được rất là nhiều các bác các anh chị đấy yêu thích các bác các anh chị yêu bonsai đấy lựa chọn để trồng đấy thì trên tay em đây là một trong những cái dòng thông của nhật đấy được quan tâm rất là nhiều đây là cái dòng cây thông đen mikawa đấy à, tại sao nói nó là cái dòng cây à, được nhiều người yêu thích đấy tại vì à, đây là một cái dòng à, cây thông à, bonsai đấy có giá trị à, rất là cao đấy đối với những cái à, dòng à, thông bình thường khác ấy à, với cái, cái cây cây giống nhỏ như này thì à, cái à, à, giá trị của nó thì rất là thấp đấy chỉ có vài nghìn một cây thôi nhưng mà tuy nhiên Đấy, một cái cây giống thông đen này à, khi các bác mua ở ngoài ấy, thì nó sẽ rơi khoảng vài chục nghìn một cây đấy là khi các bác à, à, mua à, cây giống đấy chỉ là một cái cây giống nhỏ thôi mà nó đã có giá trị à, à, cao đến vậy rồi thì à, sau cái những cái cây này sau khi à, trồng ra à, đợ, nó mà đã được trải qua à, à, bàn tay của các nghệ nhân uốn nắn thì cái giá trị của nó thì nó sẽ được nâng lên rất là cao đấy các bác có thể uh, tham khảo những cái tác phẩm cây uh, thông đen ở, ở các uh, trang báo lớn hay là ở các uh, video ở các uh, kênh youtube lớn ấy, thì uh, uh, cái giá trị của nó rất là lớn đấy, có những cái sản phẩm cây uh, có giá thành lên đến, đến vài chục triệu đồng là rất là bình thường nhé đối với cái thông đen, cây thông đen Mikawa nhé cái dòng thông đen Mikawa này thì nó có nguồn gốc từ Nhật Bản đấy là một trong những cái dòng thông mà được bên Nhật Bản họ gọi là vua của cái dòng cây bonsai vua của dòng cây bonsai các bác nhé thông đen là thuộc vào hàng vua của dòng cây bonsai hầu như là các bác đến khu vực các khu vực ở Nhật Bản đấy là các khu vực có sân vườn rộng ấy, hầu như là gia đình nào họ cũng À, sở hữu cho mình, đấy. ít nhất là một cây à, à, thông đen ở trước cửa nhà đấy. Tại vì cái à, cây à, thông đen này thì trong phong thủy thì à, nó giúp à, cho gia chủ này thu hút tài lộc này, may mắn này, à, may mắn cho gia chủ này. Đấy, chính vì vậy mà người Nhật Bản họ rất là à, tin tưởng và yêu thích trồng cái à, dòng cây à, thông đen này nhé các bác nhé. Đấy, thì hôm nay em sẽ đo trực tiếp cái kích thước của cây thông đen Mikawa này để cho các bác xem là cái cây giống hiện tại của bên em, kích thước nó rơi khoảng bao nhiêu. Đây nha các bác nhé Đấy. kích thước của cái cây giống hiện tại đây, nó đang rơi khoảng gần 20 cm đấy, đối với một cái cây giống gần một năm tuổi các bác ạ. Gần một năm tuổi mà chỉ cao được khoảng tầm gần 20 cm thôi. Đấy, em đo trung bình nhá, đấy có những cây nó sẽ nó sẽ còn thấp hơn đấy các bác ạ. đây các bác này. Có những cây nó chỉ được à, khoảng à, hơn 10 phân một chút thôi, à, hơn 10 cm một chút thôi. Đấy. Đây các bác. Ạ. Đấy. Cái cây giống của nó hơn 10 cm một chút thôi. Đấy. À, chính vì cái cây giống này nó phát triển chậm, đấy nên nó à, sẽ giữ được cái dáng cái dáng cái thế rất là lâu. Đấy, đối với những người cây bonsai thì cái dáng cái thế là một trong những cái mà à, tạo ra cái giá trị của cây đấy à, cái dòng này nó phát triển chậm chính vì vậy mà nó giữ được cái dáng thế của cây rất là lâu đối với những cái dòng cây mà nó phát triển nhanh quá thì nó rất là dễ bị bẻ dáng các bác nhé còn đối với những cái dòng cây nó phát triển chậm như này thì nó sẽ giữ được cái dáng cái thế của nó cực kỳ lâu đấy. chính vì vậy là cái dòng thông đen này được rất là nhiều các nghệ nhân yêu bonsai à, à, lựa chọn nha các bác nhé Đấy, à, bác nào mà đang có nhu cầu mà muốn trồng cái à, dòng cây à, thông đen Mikawa này thì à, có thể à, à, liên hệ cho bên bên em nhé bên em hiện tại thì à, ươm được số lượng cây thông đen Mikawa này thì nó chỉ à, rơi khoảng độ vài nghìn cây thôi. Số lượng của cái dòng à, dòng này thì nó cũng không không được nhiều các bác ạ mỗi lần làm thì cũng chỉ làm được khoảng vài nghìn để phục vụ cho bác rồi nhé à, bác làm à, yêu thích dòng này thì à, liên hệ cho bên em nhé bên em hiện tại đang sẵn số lượng cây để phục vụ cho các bác à, video này em cũng xin tạm dừng tại đây à, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhé